Chào các bạn, mình là Dương Tarot, chỉ nói cho bạn biết sự thật. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề đấy là tình cảm này là một chiều hay là hai chiều. Cái chủ đề này thì khá là lạ so với các bạn đúng không? Và cũng chưa bên nào có cái chủ đề này cả. Vậy hy vọng các bạn hãy đón nhận một cách cởi mở nhé. Ở đây Dương có hai bộ bài, bạn có thể chọn một trong hai bộ bài mà bạn cảm thấy thu hút nhất. Bạn nghĩ về người đấy và chọn một trong hai bộ bài mà bạn cảm thấy thu hút nhất, kèm câu hỏi là tình cảm này là chiều hay là hai chiều. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ tập trung để tìm ra bộ bài mà chúng ta thu hút nhất nhé. Ok chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đến với bộ bài đầu tiên, đấy là bộ này. Thật ra cái này không phải là các bạn không băn khoăn đâu, mà nhiều khi băn khoăn nhưng mà không biết nói như thế nào để có thể diễn tả ra để hỏi mình. Thực sự nhiều bạn đặt câu hỏi mà thực tế là các bạn ý rất là băn khoăn nhiều cái, nhưng các bạn không thể nào biết đặt câu hỏi như nào cho đúng. Thì các bạn chỉ cần chia sẻ thôi để Dương có thể giúp các bạn đặt được câu hỏi rồi. Thực tế là cái tình cảm của người này dành cho bạn ấy, nó là cái tình cảm mà có cái sự do dự. Tức là mình không kết luận vội là một chiều hay hai chiều, người ta cũng có tình cảm, thế nên không thể nào gọi là một chiều được. Nhưng mà cái tình cảm của người này ấy, thì nhiều khi nó hơi bất ngờ, tức là bất ngờ quan tâm, bất ngờ yêu thương, bất ngờ vì mình. Và tình cảm người này không ổn định, tức là sớm nắng chiều mưa, chưa ẩm ương đấy. Nhưng mà người này thì lại muốn xác định lâu dài với bạn. Chỉ là bản thân người này, người ta chưa hiểu như thế nào mới gọi là yêu, chưa hiểu như thế nào gọi là thực sự yêu. Và người ta chưa đủ thương mình để có thể tính đến chuyện lâu dài. Thế nên chuyện tình cảm này của hai người thì cần phải vun đắp nhiều hơn. Cái vấn đề nữa đấy là cái vấn đề mà bản thân người này, người ta muốn bạn quan tâm người ta nhiều hơn. Tức là người ta không muốn bỏ công bỏ sức nhiều vào cái mối quan hệ này. Và bởi vì bản thân người này, người ta chỉ nghĩ cho người ta thôi. Và người ta đang cần một người mà thực sự hiểu người ta. Người ta đang cần một người thực sự quan tâm người ta. Và bạn thấy đấy, nhiều khi bạn cảm giác như là người này, người ta không biết cách yêu vậy. Người này người ta không biết thể hiện tình yêu. Và nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi trong cái mối quan hệ này. Bởi vì nhiều khi mình cũng băn khoăn, mình tự hỏi bản thân là à, người này người ta có dành nhiều tình cảm cho mình hay không, hay là cái tình cảm của người ta ấy nó chỉ là nhất thời thôi. Nhưng mà thực sự ấy, người này có tình cảm với bạn nhá, có yêu nhá, tình cảm có hai chiều nhá, nhưng mà chưa sâu đậm. Thế nên mối quan hệ này cần phải vun đắp nhiều và cải thiện nhiều, chứ không thể là cứ thế là yêu và xác định lâu dài được đâu. Bởi vì tính của người này ý, nó đã không ổn định rồi, mình không biết cách ý, thì giống như con ngựa mà không được thuần hóa thì sẽ một lúc nào đấy bản thân người ta lại không còn cái cảm xúc trong chuyện tình cảm thì người ta cũng đi thôi. Nói chung là nhiều người ý, khó trách người ta, bởi vì nhiều người không phải ai sinh ra cũng biết yêu mà. Không phải ai sinh ra là cũng biết cách yêu thương một người đâu. Nhiều khi nó cũng là do môi trường sống, do cách sống của người ta mới tạo nên được một con người. Và cũng không có ai chỉ cho người ta làm như thế nào để yêu thương một người, hoặc người ta không biết cách thật. Thế nên mình đừng vội trách người ta, và thay vì trách thì mình hãy thử thay đổi người ta. Nếu mình thay đổi được thì là tốt, đúng không nào? Tốt nhất là tốt với mình, chứ không phải là với ai khác. Và cũng không bị bỏ lỡ cái người mình thực sự thương yêu, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tụ bài tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài này. Nào cùng nghĩ về họ và cùng trả bài về Dương nhé. Tình cảm của người ta dành cho mình là đơn phương hay là hai chiều? Bộ này khá là xinh. Không phải là họ dành tình cảm một chiều cho bạn đâu, mà theo Dương thấy là người ta đang muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn. Nhưng mà mối quan hệ này dù lâu rồi hay là mới thì Dương cảm thấy như là bản thân người ta ấy, tình cảm người ta dành cho mình nó cũng chưa được nhiều. Bởi vì người này, người ta đang tìm hiểu bạn và người ta đã từng đổ vỡ về chuyện tình cảm rồi, thế người ta cảm thấy như là khó có thể đặt tình cảm và niềm tin vào ai đấy. Thế nên giống như việc là khi bây giờ người ta, trước khi người ta đặt niềm tin vào bạn thì người ta phải tìm hiểu đã. Cái này thì đừng vội trách người ta nha. Bởi vì nhiều người ấy, người ta đã có một nỗi đau này rất là lớn rồi thì bản thân người ta không thể nào gọi là sẵn sàng đặt niềm tin cũng hy vọng một ai đấy vội, mà người ta cần thời gian. Ở đây theo Dương thấy cái mối quan hệ này người ta chưa thực sự ưu tiên bạn lên hàng đầu. Và bản thân người này thực ra người ta muốn xác định lâu dài lắm, nhưng mà cái cách mà người ta thể hiện tình cảm ấy thì làm cho bạn hiểu lầm và hiểu sai về người ta. Người này người ta cũng muốn là mối quan hệ từ từ dần tìm hiểu xong mới sẽ dẫn đến cái việc là happy ending. Thế nên là người ta đã sẵn sàng tìm hiểu bạn thì bạn cũng nên sẵn sàng mở lòng ra. Bởi vì ở đây nhiều khi người ta cảm thấy như bạn chưa chia sẻ hết lòng với người ta. Người ta cảm thấy như là bạn cũng chưa thực sự xác định tương lai với người ta. Thế nên đôi khi người ta bị nghĩ. Và có một cái vấn đề nữa là
người ta cảm thấy nhiều khi bạn vẫn cho người ta cảm giác là không an toàn, không yên tâm. Và người này, cái tình cảm của người ta ấy, dành cho bạn là thật. Nhưng mà cái vấn đề của người ta ấy, ở đây là người ta đang tìm một người ổn định. Thế nên là người ta luôn luôn muốn là một mối quan hệ dẫn tới lâu dài, chứ người ta không muốn yêu chơi. Thế nên là có thể là bạn sẽ cảm thấy là đôi khi có những cái cãi vã, tranh cãi trong mối quan hệ, nhưng đây là để hiểu nhau hơn, chứ không phải là để vấn đề gọi là cãi vã xong để xa nhau. Mình đang cãi vã để hiểu nhau hơn, tức là tranh luận để có thể cùng tìm hiểu nhau. Thế nên hãy cởi mở lòng mình, đừng có nghĩ sai hay là nghĩ một cái gì đấy không tốt. Người này thì người ta có tình cảm với bạn đấy, nhưng mà cả hai cũng cần thời gian để vun đắp. Ví dụ như nhiều người ấy, mới yêu nhưng mà người ta cứ cần là mối quan hệ người ta phải yêu mình nhiều. Thực tế là cái gì cũng cần phải vun đắp mà. Thế nên mối quan hệ này không phải là không có tiềm năng, mà có tiềm năng đấy, nhưng mà sẽ phải cần thời gian. Nếu bạn cần xem trải bài riêng thì có thể chia sẻ và tâm sự với Dương nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi trải bài của Dương Tarot. Follow để đón nhận thêm nhiều thông điệp hơn nữa nhé. Bye bye.